Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8 tháng 11. Giải đặc biệt 4 8 5 4 3. Giải nhất 4 3 2 1 6. Giải nhì các vé mang số 8 8 2 9 1 6 8 7 2 8. Giải ba các vé tận cùng mang số 8 0 3 8 8 8 5 6 4 2 0 7 7 8 7 3 0 9 2 9 4 3 0 7 7 9 7 4 9 7. Giải tư các vé mang số 2 3 9 8 0 6 8 1 8 9 4 4 3 1 0 3. Giải năm các vé tận cùng mang số 7 6 1 6 3 8 9 4 6 6 9 0 1 3 9 9 7 3 0 7 6 0 3 5. Giải 6 các vé tận cùng mang số 3 9 6 7 0 2 1 3 2. Giải 7 các vé tận cùng mang số 0 8 4 6 5 8 7 6. Đồng bào và các bạn đang xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc ngày 8 tháng 11. Kết quả được phát trực tiếp mỗi ngày trên kênh YouTube Vé Số Minh Ngọc. Chúc đồng bào và các bạn gặp nhiều may mắn. Hãy bấm nút đăng ký màu đỏ, sau đó bấm vào biểu tượng hình cái chuông kế bên nút đã đăng ký để nhận được thông báo khi chúng tôi đăng nội dung mới. Chia sẻ video cho bạn bè cùng xem và bàn luận cho vui nhé. Đồng bào và các bạn đang xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc ngày 8 tháng 11. Kết quả được phát trực tiếp mỗi ngày trên kênh YouTube Vé Số Minh Ngọc. Chúc đồng bào và các bạn gặp nhiều may mắn.